Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nó nay quay cách tạo ra một cái cây bonsai mini chơi nha các bạn. Nó nay ra vườn thấy những em mini nè. Đây là những cái cây mình dâm cành sống nha. Nó cây sâm núi nha. Nó clip này hơi dài nên cái phần vô dây định hình này mình tua nhanh qua. Tạo ra một cái cây sâm núi mini chơi nha các bạn. Cái này thì chỉ dâm cành thôi. Dâm cành mình mới mới có những cái cây mini nhỏ như thế này thôi. Chứ chiếc cành thì cái cây nó lớn rồi. Cái cành chiếc nó khoảng ngón út à, còn cái cây này thì nó rất là nhỏ. Tiến hành chỉnh sửa nó, chỉnh sửa tạo ra một em sâm núi mini nha, siêu mini. Đó, chúng ta khi lấy lá, tỉa cành, sau rồi tiến hành mình vô dây nha bạn, vô dây chỉnh sửa theo ý thức của mình nha. Cây này mình chửi chỉ cây này mình sửa theo cái dáng đổ, định hình nước đầu cho nó nha. Đó, tạo ra một cái tác phẩm chơi thì nó qua rất là nhiều giai đoạn. Giai đoạn cây giống như cây này thì dâm cành nè, dâm cành từ cái nhánh nhỏ xíu cho nó sống khỏe, rồi mình sang bầu giống như thế này, rồi trồng một thời gian nữa, giờ mình cho nó ra tược cành nhánh rồi, giờ mình tiến hành mình vô dây mình chỉnh sửa cho nó luôn nha. Đối với những em siêu mini nhỏ thì chúng ta phải chỉnh sửa từ rất là sớm. Đối với cây nhỏ thì mình sử dụng cái nhôm nhỏ này thôi, nhôm đen hoặc là dây đầu dây mạ đồng này nè. Đó, nhánh nhỏ thì mình sửa theo cái nhôm nhỏ, còn nhánh lớn thì mình vô dây lớn nha bạn. Đó, clip mang tính chất giải trí thôi nha. Đó, anh em đừng gạch đá em quá, anh em gạch đá em quá trời. Cho những anh em người ta mới tập chơi, người ta cam thảo, ta biết cách tạo ra một cây bonsai mini nha. Đó, mình vô cái nước đầu tiên nên chúng ta không cần vô đẹp cho lắm nha. Đó, là vô thoải mái đi, vừa chơi vừa phá mà các bạn, chơi theo sở thích của mình mà. Đó, cây này mình còn nuôi nữa nha, nên mình còn để vô cái bầu này nha các bạn, cho nó phát triển, cho nhánh nó lớn tí nữa rồi mình mới sang chậu nha. Đó, cây còn nhỏ còn nuôi tiếp nên mình để cái bầu đen này mình sửa luôn, giờ mình chỉ vô dây định hình cho nó thôi. Rồi, những cái nước đầu tiên để tạo ra một em siêu mini sâm núi siêu mini, tiến hành vô dây hết luôn nha các bạn, vô dây toàn bộ luôn. Đó, vô dây xong hết thì chúng ta chỉnh sửa một lần. Đối với sâm núi này thì anh em nên sửa càng sớm càng tốt nha. Những cái nhánh nhỏ thì mình nên sửa đi. Đó, mình để cái nhánh lớn thì mình rất là khó sửa. Anh em mới tập chơi nữa thì rất là khó sửa. Vì nó thứ nhất là nó dễ gãy, hai nó rất là cứng, gỗ nó rất là cứng luôn nha. Đó, đây mình định hình thành cây cây đổ nha. Mình yêu thích cái dáng đổ. Đa số cây của mình chơi là dáng đổ, mình rất thích cái dáng đổ luôn. Vượt lên chính mình nha anh em, dáng đổ giống như là vượt lên chính mình. Đó, ngóc gục xuống rồi ngóc lên, giống như trong cuộc sống vậy, rất là nhiều thăng trầm, bởi mình thích cái dáng này rất là nhiều, yêu thích cái dáng này từ lúc mà mới tập chơi bonsai. Tùy theo sở thích của anh em mà mình tạo dáng nha, mình thích cái dáng đổ này mình nên mình sửa thành cây đổ. Đó, cây đổ cây bay gì cũng được. Nó đây chỉ định hình cho nó thôi nha. Rồi anh em xem thấy hay thì cho em một like và nhấn đăng ký em nha. Đăng ký kênh em để em có động lực để làm những cái clip tiếp theo nữa nha anh em. Và anh em nào không thích thì mình có thể mình xem những cái clip khác nha. À, vui hơn, thích hơn nha. Chứ đừng có bình luận những cái từ không hay ở trên đây nha anh em. Còn anh em nào có ý kiến nào hay thì cứ góp cái bình luận ở phía dưới. Đó, em sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Đó, cơ bản rồi nha anh em. Đây lưu ý một phần nữa là cái cây này mình còn nuôi tiếp nha, nên mình cứ để vô cái chậu này thôi. Đó, cái chậu đen, chậu